Vì sao Xuân Bắc, Chí Trung rời Táo Quân 2024? Sự chia tay của Xuân Bắc, Chí Trung và các nghệ sĩ quen thuộc khỏi Táo Quân 2024 đã tạo nên những cảm xúc lẻ loi trong lòng khán giả. Mặc dù chưa có thông báo chính thức về lý do của cuộc chia tay đột ngột này, các nghệ sĩ vẫn chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng quý liên quan đến chương trình trên các trang cá nhân. Vân Dung, một trong những gương mặt quen thuộc, đã tỏ ra rất tiếc nuối khi không tham gia Táo Quân năm nay. Những hình ảnh và clip hậu trường mà cô chia sẻ khắc sâu những ký ức đẹp của thế hệ Táo cũ. Trong khi đó, Chí Trung và nhiều nghệ sĩ khác cũng không giấu được sự nhớ nhung và buồn bã về những thời khắc đáng nhớ. Cuộc chuyển giao thế hệ tại Táo Quân 2024 đã bắt đầu khi các nghệ sĩ trẻ đảm đương vai trò chính. Vân Dung, mặc dù chưa tiết lộ nhiều về lý do rời bỏ, nhưng đã bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào dàn diễn viên mới. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cũng tận tâm nhấn mạnh rằng năm nay là cơ hội cho thế hệ Táo trẻ tỏa sáng và họ đã sẵn sàng nhường sân để giữ lửa cho chương trình hài nổi tiếng này. Đêm giao thừa sắp tới hứa hẹn mang đến không khí mới lạ và sự đổi mới đáng chú ý trong chương trình Táo Quân.